Cho con hỏi, trong kinh Phật nói mình vô tình sát sanh không tạo ra nghiệp quả, có thắc mắc dù mình có vô tình hay cố ý thì con vật đó cũng vì mình mà chết, như lửa mình biết nó nóng hay không thì khi đụng vào nó vẫn nóng, như vậy mình vô tình sát sanh vậy có tạo ra nghiệp? Khi mà sư nói về giới đó, sư đã nhắc quý vị nhiều lần rồi, đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Cho nên trong cái vấn đề mà chúng ta vô tình sát sanh ấy, nó chỉ đơn giản là chúng ta không phạm giới mà thôi, không phạm giới sát sanh thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn tạo ra nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp gì? Đó là cái nghiệp vô ý. Và cái nghiệp vô ý đó, nó cho quả nó rất là nhỏ bé, nhưng mà không phải là không có. Còn trong chú giải Pháp Cú mà cái kệ, bài kệ đầu tiên ngài Chắc Khú Ba Lá đó, thì đó là quý vị nên nhớ như vậy: ngài là một vị thánh A-la-hán, cho nên ý, ngài làm bất kỳ một cái hành động nào thì nó đều không cho ra quả báo. Thành ra đừng có đánh giá mình cũng như ngài thì nó kẹt lắm. Tại vì ngài là thánh A-la-hán, còn mình là phàm. Ngài luôn luôn không bao giờ thất niệm ha. Một quý vị nên nhớ như vậy: một vị thánh A-la-hán, vị ấy không bao giờ thất niệm, ngay cả khi ngủ. Còn phàm phu chúng ta thì không được như vậy. Cho nên không có nên so mình với một vị A-la-hán.